Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Khoa học công nghệ với đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị, những năm qua, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên đã nghiên cứu, làm chủ nhiều quy trình kỹ thuật để đưa vào sản xuất thành công các giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô, trong đó có giống hoa lan hồ điệp. Đây được xem là bước tiến mới trong việc áp dụng kỹ thuật tiên tiến để sản xuất giống, tạo ra sản phẩm giống cây trồng có chất lượng tốt, hệ số nhân lớn. Hiện nay, lan hồ điệp là giống hoa rất được thị trường ưa chuộng, nhất là vào mỗi dịp lễ Tết. Mặc dù vậy, người kinh doanh loại hoa này vẫn chủ yếu nhập hàng từ các tỉnh thành trong cả nước, còn người trồng hoa thì lại gặp khó khăn về nguồn giống. Do đó, những năm qua, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ tỉnh Điện Biên đã tiến hành nghiên cứu, làm chủ quy trình kỹ thuật để đưa vào sản xuất thành công và nhân giống hoa lan hồ điệp bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật với nhiều ưu điểm vượt trội. Đây là phương pháp kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay và ngày càng phổ biến, giúp sản xuất nhanh và đồng loạt các loại giống cây trồng mà vẫn lưu giữ được hoàn toàn đặc tính của cây gốc, khắc phục nhược điểm của các phương pháp nhân vô tính khác như chiết, ghép hay dầm cảnh. Phòng nuôi cấy mô của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ thì cũng đã nhân được một số loại cây, ví dụ như là cây cúc, cây đồng tiền, hoa lan hồ điệp, rồi lan kiếm, dâu tây. Thì trong đó thì có một số loại là có giá trị kinh tế cao, đó là hoa giống hoa lan hồ điệp. Thì chúng tôi dự kiến là trong thời gian tới là sẽ cung cấp cái giống hoa lan này để cho thị trường. Theo quy trình, ban đầu lan hồ điệp sẽ được tiến hành lấy mẫu mô từ mầm cây. Tiếp theo, mẫu sẽ được nuôi từ 2 đến 3 tuần rồi chuyển qua môi trường cho lên cây, lên thân, rễ hoàn chỉnh. Khi cây đã ra rễ hoàn chỉnh thì sẽ được ra huấn luyện làm quen với môi trường bên ngoài. Từ một cá thể cây ban đầu sẽ cho ra được hàng vạn cây lan hồ điệp đồng đều và giống y hệt như cây ban đầu. Năm 2024 thì chúng tôi dự kiến là sẽ cung cấp khoảng 5.000 cây giống lan hồ điệp để cho dự án trồng thử nghiệm ở ngoài vườn thử nghiệm của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ. Nếu mà kết quả tốt thì chúng tôi sẽ nhận đặt hàng, nếu như mà có đơn vị nào mà người ta muốn giống của chúng tôi hoặc là người dân mà muốn nhân giống của chúng tôi thì chúng tôi sẽ cung cấp cho người dân và cung cấp cho các doanh nghiệp. Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao sẽ là hướng phát triển tất yếu trong tương lai không xa và ứng dụng nuôi cấy mô sẽ trở nên phổ biến hơn. Điều đó sẽ góp phần làm thay đổi cũng như nâng cao nhận thức cho nông dân về mô hình nuôi trồng hiện đại để ngày càng nhân rộng quy mô và hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp trước sự tác động bất lợi của thời tiết hoặc các loại sâu bệnh. Hoa này của Điện Biên thì tôi cảm thấy rất bất ngờ. Bởi vì là không nghĩ là ở Điện Biên mình có thể trồng được cái hoa nó đẹp như thế này. Bởi vì bình thường là mọi năm thì thấy ở mình thì hay nhập hoa của Đà Lạt, các cái tỉnh khác hoặc là hoa của Trung Quốc ấy. Nhưng mà hoa này vào thì đúng là rất là bất ngờ thật. Tôi nghĩ là cái trồng được cái hoa này thì đầu tiên là mang lại cái lợi ích về kinh tế cho người nông dân đã. Sau đấy thì là chắc là giá thành là cũng tôi thấy là cũng rẻ hơn so với cả những cái hoa mà mình nhập từ nơi khác về. Ngoài lan hồ điệp, hiện nay Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ tỉnh Điện Biên còn nghiên cứu và thực hành nuôi cấy mô trên một số loại hoa lan như lan kiếm, hoàng thảo và nấm đông trùng hạ thảo. Sắp tới sẽ là một số loại cây nông nghiệp, cây ăn quả và cây dược liệu. Đây hứa hẹn sẽ là một bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giúp cho nông dân trên địa bàn có thể chủ động được nguồn giống trong việc sản xuất các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Khoa học công nghệ với đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.